Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của RD Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái series về bài tắc ruột. Hôm nay chúng ta chuyển sang một cái phương pháp để chẩn đoán, đó là phương pháp hình ảnh. Cụ thể chúng ta sẽ xét 4 cái phương pháp hình ảnh hay gặp nhất, đó là siêu âm ổ bụng, chụp X-quang ổ bụng và CT ổ bụng. Hai phương pháp ít gặp hơn đó là nội soi dạ dày và nội soi đại tràng. Tôi sẽ nói chi tiết sau. Mỗi phương pháp chúng ta đều đánh giá những cái mặt sau. Thứ nhất, về giá trị của phương pháp. Thứ hai, về mặt phương pháp làm. Tôi không dùng từ kỹ thuật mà tôi dùng từ phương pháp. Thứ ba là những tổn thương mà chúng ta có thể thấy được thông qua phương pháp đó. Và thứ tư là những cái lỗi, những sai lầm hay gặp mà chúng ta có thể mắc phải khi làm phương pháp đó. Xét phương pháp thứ nhất, siêu âm ổ bụng. Về mặt giá trị thì đây là phương pháp ít xâm lấn, không xâm lấn thì đúng hơn. Bởi vì chúng ta dùng sóng siêu âm và có thể áp dụng được cho trẻ nhỏ, cho cả phụ nữ mang thai, và chúng ta khám đi khám lại nhiều lần. Miễn là động tác của chúng ta không được thô bạo với bệnh nhân. Tiếp theo, đây là một phương pháp rất thuận tiện, nhanh chóng, có thể làm ngay tại giường bệnh được. Giúp cho chúng ta khám bệnh nhân, theo dõi bệnh nhân. Thứ tư, đó là đây là một phương pháp giúp cho chúng ta khảo sát được tất cả các chiều của tổn thương của ổ bụng. Kéo lên, kéo xuống, kéo ngang, kéo dọc, xoay bên này, xoay bên kia. Và chúng ta đánh giá tổng thể. Hơn nữa, chúng ta có thể theo dõi về mặt thời gian, theo tiến triển trên hình ảnh siêu âm như thế nào. 10 phút trước chúng ta đánh giá, 10 phút sau chúng ta đánh giá, và căn cứ vào lâm sàng chúng ta đánh giá tiến triển của bệnh như thế nào. Và thông qua siêu âm chúng ta có thể đánh giá được mạch máu nuôi của ruột như thế nào. Siêu âm có thể cho chúng ta những hình ảnh trực tiếp của tắc ruột và những hình ảnh gián tiếp của tắc ruột, và có thể cho chúng ta thấy được một số các nguyên nhân của tắc ruột. Và nhờ siêu âm hướng dẫn và chúng ta chọc hút dịch, mặc dù là dịch rất ít ở trong lòng ổ bụng và xen kẽ giữa có còi ruột. Tuy nhiên, siêu âm này đòi hỏi cái người siêu âm phải có kinh nghiệm. Tôi không nói về mặt trình độ mà tôi nói đến kinh nghiệm. Tức là về mặt kinh nghiệm, trình độ siêu âm thôi thì chưa đủ, mà cần phải có kinh nghiệm lâm sàng. Phải kết hợp lâm sàng với siêu âm thì mới cho ra kết quả chính xác được. Tiếp theo, nó bị ảnh hưởng bởi hơi trong lòng ruột và bụng béo, bụng nhiều mỡ làm cản trở sóng siêu âm. Và thứ ba là có những nguyên nhân mà siêu âm không thể thấy được, hoặc rất khó để thấy và rất mất nhiều thời gian để tìm. Ví dụ như là tắc ruột do dây chằng chẳng hạn, hoặc là do dính. Những nguyên nhân đó nếu mà tìm thì rất mất nhiều thời gian và có thể không thể thấy được. Về mặt phương pháp thì người ta sẽ dùng đầu dò. Chúng ta đầu tiên chúng ta dùng cái đầu dò tần số thấp, đầu dò cong này, để chúng ta khảo sát cái đại thể của bụng, những hình ảnh của tắc ruột như nào. Sau đó nếu chúng ta đi sâu vào chi tiết thì chúng ta dùng đồ giờ có tần số cao linear, chúng ta khảo sát. Tiếp theo, chúng ta phải khảo sát bệnh nhân ở nhiều tư thế, nằm ngửa, nằm nghiêng, ngồi, vân vân. Và đương nhiên là phải dựa trên lâm sàng. Có nghĩa là lâm sàng định hướng tổn thương là cái gì, định hướng tổn thương ở đâu, thì chúng ta phải siêu âm theo như thế. Tiếp theo, những hình ảnh tổn thương tắc ruột trên siêu âm chúng ta có thể thấy được. Ở đây tôi đưa là 5 cái tổn thương mà có thể chúng ta sẽ thấy được. Thứ nhất là quai ruột giãn. Ở đây, thế nào là quai ruột giãn? Các bạn nhớ cho tôi còn quy tắc là con số 369. Một số nơi, một số sách thì người ta ghi là 2,5 hoặc là 5.
tức là ruột non thì 2,5 hoặc là trên 3 thì người ta gọi là giãn. Với ruột da hoặc đại tràng thì trên 5 hoặc 6, còn đối với manh tràng thì là 9. Nói như vậy có nghĩa là gì? À, nếu như lâm sàng mà bệnh nhân điển hình, và các bạn lại quay về hội chứng tắc ruột, lâm sàng tôi đã dạy rất kỹ rồi. Nếu như lâm sàng điển hình mà trên siêu âm các bạn thấy quay ruột thì giãn 2,2 hoặc 2,5 thì coi chừng đó là tắc ruột. Nhưng nếu lâm sàng không điển hình, mặc dù quay ruột giãn 3 cm, đó cũng không phải là tắc ruột. Vậy như thế nào mới là tắc ruột? Các bạn phải tìm cho tôi quay ruột xẹp và quay ruột giãn. Thế để tìm được quay ruột xẹp thì các bạn phải follow, ta đi theo cái quay ruột giãn đến cái nơi xẹp. Chứ bình thường chúng ta đi tìm cái quay ruột xẹp ngay thì khó, trừ những trường hợp dễ. Thế thì thông qua chữ xẹp và chữ giãn thì người ta tìm ra một cái chữ ở cái chỗ người ta gọi là transitional point, vị trí chuyển tiếp. Ở tại vị trí chuyển tiếp đó thì là cái nguyên nhân gây ra tắc ruột. Trước chữ tắc thì là giãn và sau chữ tắc thì là xẹp. Ví dụ như ở chỗ này, trên bệnh nhân này lâm sàng có vết mổ ở đường răng giữa, tôi siêu âm thì tôi thấy ở vị trí này quay ruột dính ở đây, ở sau nó thì xẹp và trước nó thì giãn, kèm theo là có nhiều thức ăn. Hình ảnh tiếp theo, chúng ta đánh giá về nhu động ruột. Thế thì ở tắc ruột chúng ta có một cái người ta gọi là sóng phản nhu động. Tức là gì? Khi bình thường thì thuận chiều nhu động thì sóng nhu động sẽ đưa thức ăn đi theo một chiều nhất định. Nhưng tới cái chỗ tắc không đi qua được thì bắt buộc cái sóng đó, cái làn sóng đưa thức ăn đó phải dội ngược lại. Người ta gọi là sóng phản nhu động. Và đặc biệt những cái trường hợp khi mà ruột bị liệt hoặc là hoại tử thì không còn nhu động ruột. Tiếp theo, trên siêu âm chúng ta có thể định hướng được một số các nguyên nhân như tôi vừa nói, ví dụ như là bã thức ăn hoặc là u đại tràng hoặc là xoắn ruột, và đánh giá mạch máu nuôi dưỡng của ruột như nào. Chúng ta dùng blood chế độ flow. Thông qua đó chúng ta có thể đánh giá được gì? Tình trạng xoắn ruột không? Ruột đã hoại tử chưa? Nếu mất mạch máu nuôi dưỡng có khả năng ruột đã hoại tử rồi. Và hình ảnh cuối cùng thứ 5 là chúng ta đánh giá được dịch xen kẽ ra qua quay ruột. Thông qua đây dưới xương chúng ta có thể chọc hút để biết được cái dịch này là dịch tiết hay là dịch máu. Nếu là dịch máu thì coi chừng ruột đã hoại tử rồi. Đây là một cái video tôi mới thăm khám bệnh nhân trên bộ bệnh nhân tắc ruột. Các bạn nhìn trên này, đây là quay ruột giãn, nhu động tăng. Đây là có chiều, đây là chiều sóng nhu động bình thường. Nhưng đây là sóng phản nhu động. Nó có đẩy tới, đẩy lui, đẩy tới, đẩy lui trên quay ruột giãn, chứng tỏ là vị trí này khả năng gần đây có một vị trí tắc ruột cản trở sự lưu thông. Thế từ cái chỗ giãn này chúng ta sẽ dò theo, đi theo quay ruột giãn này, chúng ta sẽ dò dần đến cái vị trí nào có quay ruột xẹp. Đây, chúng ta đã thấy sơ sơ là mở chỗ này là có quay ruột xẹp, và trên này quay ruột giãn, và chúng ta đi tiếp, chúng ta tìm xem có nguyên nhân hay không. Đi tiếp, chúng ta đi tiếp, chúng tìm nguyên nhân.
hãy nhớ là thăm khám, luôn luôn giữ bình tĩnh. Đấy, các bạn nhìn thấy sau phản nhu động. Vâng, chúng ta tiếp theo, chúng ta nói về những cái lỗi gặp, những cái cạm bẫy, những sai lầm trong siêu âm tắc ruột. Thứ nhất là false negative. Tôi phải dùng từ tiếng Việt là short cho các bạn nhớ. Nhiều khi dùng false negative các bạn không hiểu. Trong trường hợp nào? Trong những trường hợp không điển hình hoặc những trường hợp khó. Thứ nhất là trường hợp bán tắc ruột, tức là lâm sàng không điển hình. Mà lâm sàng không điển hình thì gì? Các bạn không nghĩ đó là tắc ruột. Mà không nghĩ là tắc ruột thì các bạn rất dễ nhầm bỏ sót trên siêu âm. Tiếp theo là những đối tượng về trẻ nhỏ, người già, những đối tượng khó khám và hỏi bệnh cũng rất là mơ hồ, rất dễ sai lầm khi các bạn siêu âm cũng như hỏi bệnh. Do đó các bạn hãy xem lại về lâm sàng, tôi đã hướng dẫn cách hỏi bệnh như thế nào để kỹ càng, từ đó không thể bỏ sót bệnh nhân được. Những trường hợp thoát vị, nếu các bạn bộc lộ ổ bụng không đủ, không nghĩ tới thoát vị mà lâm sàng các bạn gì bỏ quên, thì hãy xem lại tôi hướng dẫn khám lâm sàng như thế nào. Và những trường hợp đến sớm, đương nhiên rồi, khi đã không điển hình đến sớm, các bạn hỏi lâm sàng không kỹ dẫn đến gì không nghĩ đó là tắc ruột, do đó bỏ sót trên siêu âm. Thế thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đánh giá một cách hệ thống toàn bộ ổ bụng, chứ không thể chăm chăm vào một vùng được. Từ đó chúng ta mới tìm được là chỗ bình thường, chỗ bất thường. Phải luôn luôn giữ thái độ khách quan, khách quan với chính bản thân mình, để không thể gì đưa ý kiến chủ quan của bản thân vào trong chẩn đoán được. Phải khách quan, phải tin bệnh nhân. Đừng bao giờ nghĩ là bệnh nhân nói dối chúng ta, thà tin bệnh nhân còn hơn là không. Vì nếu chúng ta không tin bệnh nhân thì chúng ta không thể có triệu chứng cơ năng của bệnh nhân được. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đánh giá khách quan. Tiếp theo là chúng ta phải có phương pháp siêu âm. Phương pháp siêu âm thì tôi đã trình bày phía trước rồi. Và phương pháp khám lâm sàng tôi cũng đã trình bày ở bài khác rồi. Các bạn nếu chưa học, chưa xem thì vui lòng xem lại cho đến nhớ thì thôi. False positive. Tôi phải dùng từ nhầm ở tiếng Việt để cho các bạn nhớ. Tức là gì? Chẩn đoán nhầm tắc ruột. Không phải tắc ruột nhưng vẫn chẩn đoán là tắc ruột. Đây chúng tôi gặp rất nhiều. Tuy nhiên có nhiều người có một chủ trương là thà chẩn đoán nhầm còn hơn bỏ sót. Thế thì tại sao lại chẩn đoán nhầm? Cứ nhìn thấy quay ruột giãn, cứ nhìn thấy tăng nhu động và cứ nhìn thấy dịch tự do trong ổ bụng thì người ta nghĩ đó là tắc ruột. Những đối tượng nào hay gặp viêm ruột, nhất là trẻ nhỏ, nhiễm trùng nhiễm độc ăn uống, rối loạn tiêu hóa, đến khám với chúng ta dãy nảy, khóc, sốt và nhìn đầu bụng có các tổn thương trên siêu âm như tôi vừa nói. Thứ hai là gì? Những trường hợp bệnh nhân già, táo bón nặng mà đến viện mà lại gì? Được các bác thụt tháo bằng nước từ tuyến trước, thế thì nước bơm lên tận trong lòng ruột, dẫn đến gì? Có hình ảnh dịch ở trong lòng ruột. Rất dễ nhầm nếu chúng ta không có một cái bảng lâm sàng đầy đủ. Và tiếp theo là những trường hợp giãn đại tràng bẩm sinh. Để tránh những nhầm nhóc này thì các bạn luôn luôn nhớ trong đầu là phải có một cái người ta gọi là điểm chuyển tiếp, transitional point, và luôn luôn dựa vào lâm sàng. Muốn như thế lâm sàng phải giỏi, mà muốn như thế thì các bạn lại xem lại bài tôi đã dạy phía trước, khám lâm sàng tắc ruột. Bài hôm nay chúng ta đến đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại. Thank you for watching.